Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị và phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị. Hiện nay chúng tôi có bác sĩ Võ Văn Chính, Mai Văn Chính và bác sĩ Võ Ngọc Thảo. Ở đây một người là bác sĩ nội thương tổng quát, một người là bác sĩ về nhi khoa. Trong khi chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi xin tiếp tục trả lời những cái câu hỏi quý vị qua cái email address là ytelstv@gmail.com. Có một quý vị lớn tuổi hỏi là tôi đã lớn tuổi trên 65 tuổi mà ông bị vừa bị bệnh giờ leo. Yeah, rất đau đớn, ông sợ lắm. Mà ông chưa có chích ngừa. Thì câu hỏi số 1 là tôi bị rồi thì chừng nào thưa chết có nên chích ngừa không? Dạ vâng. Thì câu trả lời xin thưa quý vị là cái khuyến cáo của CDC vẫn khuyên quý vị là nên chích ngừa bệnh dày leo mặc dù quý vị đã bị rồi. Và câu hỏi thứ hai tiếp là chừng nào để chích được? Dạ, cái khuyến cáo là sau khi mình bị cái đợt cấp 8 tuần á, thì sau khi 8 tuần thì quý vị có thể chích ngừa được. Dạ vâng. Ok. Cảm ơn bác sĩ Trinh. Câu hỏi tiếp đó, để nãy giờ có một cái email address mà về nhi khoa. Họ nói là tôi đã tính đem con tôi đó, nó có mấy đứa đó, chứ phải một đứa. Nó tuổi nó từ 7-8 tuổi tới 18 tuổi. Cái lứa tuổi đó. Mà tôi tính đem con về Việt Nam chơi. Tôi không muốn hỏi bác sĩ cái nên khuyến cáo là nên chích ngừa những cái gì. Mà nhớ là mấy đứa bé sinh ở đây hết rồi nha. Mấy đứa bé sinh ở đây rồi. Chính là cái immunization record nó tương đối đầy đủ rồi. Tôi assume như vậy. Thì họ phải làm gì? Khuyên bác sĩ Thảo khuyên họ phải chích cái gì, làm cái gì cho nếu họ đem con về Việt Nam. Ăn Tết. Đúng rồi. Tại cái mùa này là rất là nhiều người muốn về Việt Nam chơi, thăm gia đình, thăm quê hương. Thì bé từ 7 tuổi tới 18 tuổi thì đã chích cũng coi như là cũng tương đối đầy đủ rồi. Thì cái mũi mà viêm màng não á, thì chích từ cái khi mà mấy bé từ 11 tuổi trở lên, thì cái bé, ai mà những bé nào dưới 11 tuổi á, thì chưa chích cái mũi đó. Thì bên Việt Nam mình á, thì người ta cho chích trước, tại vì bên đó cái dịch đó cao hơn. Bên Mỹ của mình á, thì 11 tuổi mới được chích, thì có thể chích cái đó. Còn sởi Việt Nam của mình đang có dịch thì mấy bé này là đã được chích hai mũi lúc mà 1 tuổi tới 15 tháng và nhắc lại lúc từ 4 tuổi tới 6 tuổi rồi, thì mình có thể an tâm cái đó. Mùa Tết mình thì không có nhiều mũi thì cũng đỡ, nhưng mà mùa mưa thì sẽ có thêm về sốt rét với sốt xuất huyết. Thì cái đó thì có thể uống thuốc để phòng ngừa sốt rét. Còn sốt xuất huyết thì chỉ là ráng là phải thoa để chống mũi vậy thôi. Thì ra bác sĩ Thảo khuyên bệnh nhân nên mua mấy cái insect repellent, phải không? Để trước cho em bé khi mà nếu mà đi những vùng mà có nhiều mũi. Đầm lầy nước động ha. Đúng rồi. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, tôi chào bác sĩ, tôi tên Huệ, năm nay tôi 52 tuổi. Mà tôi có bị viêm thân á, rồi tôi mới giải phẫu xong. Sao bây giờ tôi hay giải phẫu xong rồi bây giờ sao nó hay ngủ, nó hay bị tê, bác sĩ có phải tại tôi giải phẫu không bác sĩ? Bà nói là bởi vì mổ viêm xoan phải không? Dạ, mổ viêm xoan. Chứ viêm xoan là cái màu, chứ là tôi muốn là trên cái mặt mũi, cái mũi viêm xoan ở lỗ mũi đây phải không? Dạ phải. Rồi bây giờ bà nói là bà tê ở đâu? Dạ, ngủ thức dậy hay tê bên trái, tê tay. Tê một nửa người bên tay trái, bên tay tay hay là kê cả một nửa người hay chỉ bên tay không thôi? Cái tay thì thỉnh thoảng người ta với chân chứ không hết nửa người. Trước khi bác sĩ Chính trả lời bà, tôi xin hỏi bà thêm câu nữa là bà có bị tiểu đường, cao huyết hay bệnh gì kinh niên khác không? Có mỡ, có máu gì không? Mỡ thì có bác sĩ nói là có vừa cắn mất rồi chứ chưa uống thuốc. Cắn mất rồi ha, còn không bị tiểu đường, không bị cao huyết. Huyết thì cũng không cao. Bà hiện giờ, xin lỗi bà bao nhiêu tuổi tôi quên rồi hả? Dạ 52 tuổi. 52 tuổi, tức là bà mãn kinh rồi. Ok, bây giờ tức nhiên hiện giờ bà có uống thuốc gì không? Dạ không. Không lại thì đi cho bác sĩ cho thuốc trụ sinh đó, bác sĩ để uống cho Thử vết mổ thôi.
Ok, uống trụ sinh hết rồi phải không? Đâu còn uống nữa phải không? Dạ, hết rồi. Ok, bác sĩ Chính. Dạ vâng, cái câu hỏi của chị vấn đề mổ không biết là khi mổ viêm xoang thì người ta có gây mê chị hay không? Có gây mê tới 2 tiếng đó bác sĩ. Thì một số thuốc gây mê nó cũng có ảnh hưởng tới tới thần kinh, và nó cũng có thể là di chứng sau gây mê, thì một số nhỏ rất nhỏ có thể là ảnh hưởng tới việc tê tay tê chân. Tuy nhiên là tê một bên thì thường liên quan tới những cái vấn đề là thiếu máu não cục bộ một bên, hoặc là những cái bệnh về thần kinh cột sống. Có thể là trong cái tư thế mổ nằm lâu có thể là bị chèn ép một cái sợi thần kinh nào đó, nó làm tổn thương hay là làm phù nề một cái sợi thần kinh nào đó ở cái vùng cổ của chị, thì nó có thể gây tê. Cũng rất là khó nói là cái việc đó có liên quan tới tới mổ hay không, hay là vì một cái vấn đề gì khác. Nhưng mà cái chuyện mà đau tay chân một bên đó thường là nó liên quan tới vấn đề là thần kinh cuộc sống, hoặc là hoặc là thiếu máu não cục bộ. Sao đi với lại hay sao hay lạnh quá bác sĩ, hồi kia tôi cũng bị lạnh mà giờ tôi hay bị lạnh cái trời sao tôi chân sống lắm. Lạnh xương sống là như thế nào chị? Giống như nó ớn ớn lạnh vậy đó, người ta không có lạnh mà tôi phải lạnh phải mặc nhiều áo vô, rồi một hồi á vài tiếng một hồi sao hết à, chứ không có lạnh lâu. Cái thực sự cái triệu chứng này cũng không có rõ ràng lắm chị ha. Vấn đề lạnh á, thì nhiều khi nó liên quan tới vấn đề nhiễm trùng hay không, vấn đề nhiễm siêu vi hay là nhiễm trùng, hoặc là những cái mùa mùa lạnh gần đây thì những cái cũng có thể bị lạnh. Có liên quan tới vấn đề mổ hay không, tôi không nghĩ là như vậy. Tôi đồng ý với bác sĩ Chính thì cái chuyện mà bà mổ xoan viêm xoan á với cái chuyện mà nề tê tay hay tê chân, không biết là bà nói nó tê có nhiều lắm rồi mà có bị lâu dài không, nhưng mà thường thường là tôi nghĩ nó không có liên hệ với nhau. Còn vấn đề mà lạnh đó thì tôi khuyên bà nên trở lại bác sĩ gia đình, trở lại bác sĩ khám tổng quát để coi cái, và đồng thời coi cái nguyên nhân tại sao mình bị tê và đồng thời nguyên nhân tại sao mình bị lạnh. Thường thường là cái thời tiết thôi, nhưng mà có những cái bệnh mà về nội thương thì có thể gây ra cái chuyện mà bà đang bị tê tay trên một bên hay tê chân một bên là do thần kinh, có thể là thần kinh ở trong trên não bộ hoặc là thần kinh ngoại biên, do nhiều lý do khác nhau mình phải tìm ra tại sao. Cái thứ hai là bà thấy lạnh thì một cái điều mà tôi nghĩ tới đó thì mình nếu mà lạnh bất thường, lạnh hơn người chung quanh, trong khi gia đình của bà những người trong dân phòng ở trong nhà tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái mà mình cảm thấy lạnh, thì chuyện đầu tiên tôi check, nếu mà tôi bác gia đình của bà tôi check bà cái thyroid, tôi còn bà có bị hypothyroidism không, tức là suy tuyến giáp, tuyến giáp trạng, cái đó có thể lây cho bà lạnh trong mùa đông. Cái đó là một cái, nếu mà những người mà đàn bà mà hơi mập phì một chút xíu, hơi quá tải một xíu và tới với tôi nói là mùa đông này lạnh, trong khi ông chồng tôi ổng chảy mồ hôi mà tôi lạnh rung lên hết á, thì phải coi chừng. Chuyện đầu tiên tôi thử cái thyroid, bác sĩ có nghĩ có đồng ý không? Thì tôi hy vọng tôi trả bà lời rồi nha. Thì bây giờ thế này, Dạ, vâng, cảm cảm ơn bà. ơn bác Thì trên đường dây tôi xin lỗi là thế này, đến đây chúng tôi xin phần 2 đến tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục nói chuyện với quý vị ở off air.